tới đó. Rồi vào đây, vào đây, rồi vào đây. Ok, đây nha. Nghe nha. Hello, xin thân mến chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã đến với máy xúc nhỏ của vỏ trái đất. Hôm nay mình làm một video về đắp bờ ao đây mọi người. Thì cái ao này nó khá là rộng nhưng mà người ta chỉ cần đắp mỗi cái bờ thôi, đắp bốn bờ xung quanh thôi. Còn ở những cái chỗ bên trong này nó kể cả nó có lồi lên không sao cả. Bây giờ mình chỉ đắp cái bờ này xong mình san qua thôi. Thì vừa đắp thì em này vừa bắt được lươn đây mọi người. Yeah. Tháng này bắt được nhiều phết đây này, mấy con ở đây này, 4-5 con rồi đấy. Bây giờ em sẽ đắp nó cái này nha mọi người. Thì ở trong video này thì em sẽ vừa làm vừa nói vừa tâm sự cùng với mọi người về cái cách mình làm ao. Ok, bây giờ em sẽ đổi camera ăn đầu. Cái ao này thì cái ruộng này thì ở trong bên trong lòng cái này. Trong này là nó có bùn cho nên là mình phải gạt hết cái bùn. Đây có một con lươn này mọi người, nhưng mà cái con này nó hơi bé. Con này bé thì thôi không bắt, bắt con to thôi. Gạt hết những cái bùn lỏng ở trong lòng này ra xong mình mới cho cái đất khô vào được. Không có là nó khi mà đây như ở ngoài này này. Đấy, cái bùn này là em đã vét hết ra ngoài rồi nhá. Đấy, cái này những cái bùn này là vét hết bỏ ra ngoài. Đấy, cái lươn là nó ở hay ở dưới đấy đây. Vét hết cho cái chỗ lúc mình xúc đây. Còn ở cái ngoài này khô ấy thì mình sẽ lấy cái đất khô này mình đắp bờ. Thì ở những video tiếp theo thì em sẽ quay về Tây Trang. Còn cái video này thì mình cứ lâu lâu mình phải vào thực tế một chút. Thì mọi người cũng hay hỏi về Tây Trang, hay hỏi về cần kỹ thuật đấy. Nhưng mà cứ dần dần thì mình sẽ làm dần để đầy đủ video cho mọi người. Từ bơm mỡ đến tất cả mọi cái luôn. Cái bờ này thì người ta không cần ép nha mọi người. Không cần vuốt ta ly, mình chỉ cần đắp lên thôi. Đắp lên thôi, mình đắp lúc đắp là mình ấn thôi. Đất này thì nó hơi dính một tí. Hơi dính. Cứ vét cái khô này đắp vào. Đắp vào 4 bờ, lấy cái bờ kia cũng như vậy. Mấy cái bờ ở ngoài kia cũng vậy. Đắp 4 xung quanh là ok. Bây giờ mình cứ múc đất vào đó xong rồi mình ấn xuống rồi mình vuốt cái đẹp sau. Ở cái chỗ khô này thì nó ít lươn hơn. Nhưng mà nếu mà mình múc vào cái chỗ ướt ấy nó nhiều lươn lắm. Lúc nãy ở ngoài kia mình bắt được rất là nhiều luôn. Cứ đắp vào đây mình nhảy mình dí xuống. Thì làm cái bờ đất của người ta ấy thì nó là bờ cong không phải là bờ thẳng mọi người. Yeah. Mình quay lại cho các bác xem. Đây cái bờ này này, cái từ cái chỗ này ra đến ngoài kia là ở đầu ngoài kia nó bị cong chứ nó không phải là nó phẳng đét đâu nhá. Đấy. Vì vậy là mình đắp bờ là phải đắp theo cái bờ đấy, chứ mình không tự đắp cho nó thẳng được. Đắp thẳng thì người ta sẽ bị mất đất. Mòi chỗ này không có lươn, không có. Nếu mà mình đắp thẳng là cái đất của người ta sẽ bị mất. Chính vì vậy là mình sẽ đắp nắn theo cái bờ, cong ăn cong và thẳng ăn thẳng. Cái này thì người ta đào thì người ta sẽ sau này người ta sẽ để người ta nuôi cá ở đây. Trước thì cũng nuôi rồi, cái bờ dưới kia người ta đắp rồi đấy. Nhưng mà ở dưới kia là nó bây giờ là nó bé, ít nước quá. Cá nó nóng rồi không sống được. Bây giờ người ta phải đắp nó bờ nó cao hơn. Mình đắp như thế này thì cái mương nước sau này thì nó sẽ khoảng độ 1 mét hơn 1 mét. Thôi 1 mét nước thì đấy. Đây là cái bờ trên thôi, còn cái bờ dưới thì ở cái video tiếp khác thì em sẽ quay cái bờ dưới. Chỗ này để vào đây xong mình thêm đất vào đấy mọi người nhá. Mình cứ đắp cho nó đủ đi xong mình cũng làm đẹp, cũng vuốt nắn cái chỉnh của nó. Nếu không bây giờ mình mà chỉnh luôn nên đến lúc nó thiếu đất. Đất là mình không bù vào nó sẽ lâu hơn, mất thời gian hơn.
sắp đi mua GoPro cho nên là mọi người đã yên tâm là sau này mình sẽ có cả cái video về tay trang với lại video về lúc làm nữa nhé. Mua GoPro thì chắc em sẽ gắn nó ở đây để quay luôn cái tay trang của mình làm việc. Thì mọi người vẫn thấy cái màn hình làm việc ở bên ngoài và vẫn thấy tay trang. Với vậy thì anh em sẽ hình dung hơn. Đang bảo xin chủ máy mai kia thì sẽ nghỉ đi xuống Hà Nội mua. Chưa có thời gian để đi nhá. Đấy, ở trên này thì muốn cho nó không có đất cục thì mình cho một ít đất bùn này lên. Sau này nó khô lại thì nó cứng thôi. Cái đất này nó rất là cứng này, cục. Ấn vào đây. Cái này nếu mà nó thừa thì mình lại vét nó ngược lại. San nó ra đây đi. Lẫn mấy cái bùn thì mình không nên đắp vào bờ thì nó dễ bị lở lắm. Sau này cái bùn nó trơn. Ấn vào đây. Đây, cái miệng của nó muốn nó thẳng thì mình cứ làm, mình sẽ nắn cái miệng trước, vét cái miệng này, cái này cho nó thẳng cái miệng này đi. Một là ấn xuống, hai là mình kéo lên. Ấn xuống như này cũng được mà mình có thể mình lôi lên thế này cũng được. Đấy, mình cứ làm cái chân nó tương đối thẳng, phẳng tương đối thì là ok rồi. Còn cái ngọn này thì nó khác đi theo nhau rồi mà. Cái chân nó phẳng thì cái ngọn nó cũng phẳng mà. Đấy. Cái đi. Đó. Cái này nữa. Ép ở đây vuốt lên. Nếu mà muốn nó mịn hẳn thì cho một ít bùn mà xong là vuốt lên thì nó mịn đẹp phẳng đét luôn. Lấp luôn vào cái chỗ, những cái chỗ mà nó bị ấy kia. Nhưng mà cái này, cái bờ này thì người ta không cần thiết. Người ta chỉ cần lắp cái bờ nó lên thôi. Đấy, ở trên này thì nó có một cái vườn cam mà cũng mắc cái múc cái băng này này. Để ở dưới này người ta nuôi cá, còn ở trên là người ta trồng cam, trồng cây cam ở đấy. Cái chỗ đấy thì xong rồi nhá mọi người. Bây giờ mình sẽ đắp tiếp lên đây. Đấy. Cái bùn này thì mình lại vét nó ra. Vét nó ra khỏi cái chân này đi. Để cho cái bờ nó chắc chắn thì mình phải làm như vậy thôi. Bây giờ cũng là 11 giờ trưa rồi. Em đáp nốt cái đoạn này nữa thôi thì sẽ kết thúc cái video này đây. Còn rất là nhiều video khác à. Chờ đi mua cái GoPro về quay cho nó cận cảnh. Không rơi. Này thì nó ít lươn, nó không có nhiều lươn như kiểu là chỗ ướt. Như cái chỗ này nếu mà khoảng hai người ăn mà đi nấu cháo là vừa đấy mọi người. Vừa làm vừa tranh thủ. Ở cái video đào móng nhà này cũng có đăng ở cái kênh Máy Xúc Việt Nam Vlog ấy. Mà anh em nào xem thì anh em có thể sang bên đó xem. Mà nhờ mọi người nhớ là nếu mà thấy hay mọi người hãy đăng ký kênh ủng hộ em nhé. Có cả hai kênh luôn, cả kênh này lẫn kênh Máy Xúc Nhỏ Còn Trái Đất này, với lại kênh Máy Xúc Việt Nam Vlog. Mọi người đăng ký ủng hộ mình thì và comment những cái ý kiến của mọi người ở những cái dưới video để em sẽ làm những cái video nó chất lượng hơn, nó theo ý kiến của mọi người. Mọi người muốn là mình làm những cái gì như thế nào đấy thì mình sẽ cố gắng làm, và những cái video nào đấy để nó chất lượng mà đúng với lại
cái mục đích của anh em cần. Nó ao này, đắp cái bờ này thì nó rất đơn giản thôi, nó không phải san tính toán đất, nó không phải là san ở trong cái lòng ruộng kia. Như này là mình lại vốt nó phẳng ra là ok. Đầm ghé ở trên ngọn này. Ok nhá. Đấy, này vốt lên này. Cái chân ở dưới nó phẳng là ok rồi. Công trình này thì mình làm giờ đó, nhưng không phải là đi làm khoán. Tạm thế thôi mọi người, cái này thực ra nó không cần thiết lắm. Giờ mình sẽ sang cái ở dưới này ra. Nó phẳng ra này. Mình làm đến đâu là mình cho nó ngon gọn luôn lên đấy thì lúc nó đỡ mắc. Quay lại gạt cái bùn này đi, cho cái bùn ở bên dưới kia. Em có bắt được con lươn nào không? Cá này có đấy, nhưng mà cá này cũng bắt. Khi có cái cá bóng ở trong cái chỗ này nó hay có lươn này, to luôn này. Ngồi ở đây là hôm nay mình có bắt được một con rất là to. Đây này, nó ở trong cái này, đây này, nó rất to luôn. Rơi vào nhá. Đấy. Đập vào đuôi nó để cho nó rơi ra. Ôi thôi. Rơi rồi nhá. Không sao, mình có máy xúc rồi. Đây. Rồi ở đây cho nó sạch. Video này đây, hẹn gặp lại mọi người ở cái video tiếp theo. Thì mọi người hãy xem video nếu thấy hay, mọi người hãy cho mình một like và nhớ đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất nhá. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo.